con có câu hỏi về việc khất thực của các sư, mong sư Hoan Nghị giải đáp vì con không biết. À, quý vị họ ý hai câu, nhưng mà sư đã quy định là mỗi lần chỉ gửi một câu, cho nên là sư cũng chỉ trả lời một câu thôi nha. Tại sao mỗi lần đi khất thực các sư lại báo cho cư sĩ biết để tới vậy ạ? À, không phải Đức Phật quy định là mình sẽ đi mỗi ngày một đường khác nhau để nhận vật phẩm một cách ngẫu nhiên sao? À, tại sao lại báo cho cư sĩ biết để tới? Tại vì á, chúng ta nên phân biệt giữa khất thực mà sư tạm gọi là khất thực sự kiện và khất thực lâu dài. Tại vì á, đi khất thực lâu dài á, đúng là mình đi mỗi ngày một đường để cư sĩ họ biết, để họ làm phước, và mình cũng sẽ không có sự thông báo. Nhưng mà những sự kiện á, ví dụ như hôm nay sư tổ chức khóa xuất gia gieo duyên, đặt bát khất thực vào mỗi sáng. Tại sao như vậy? Là bởi vì nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là khu vực đó chưa có thói quen đặt bát khất thực, mà nếu mình không báo thì sẽ không ai biết để đặt bát. Và do đây là sự kiện chỉ có vài ngày, một ngày hoặc vài ngày thôi, cho nên cách đó sẽ hiệu quả hơn. Cái thứ hai á, là những người cư sĩ họ rất mong muốn đặt bát khất thực, đặt bát cho chư tăng đi khất thực, nhưng mà do một số cái vấn đề cho nên việc khất thực bị cản trở một cách nghiêm trọng. Do đó, đó là cư sĩ họ không biết được, mà một số người ở xa họ đâu có biết là chư tăng sẽ tập trung vào ngày đó để đi khất thực đâu. Cho nên là phải thông báo để những vị có lòng, các vị đó biết để đi tới và đặt bát. Rồi.